đêm gala chương trình Người đẹp nhân ái, các thí sinh Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã lan tỏa thành công câu chuyện nhân văn, tấm lòng tử tế vì cộng đồng và nghị lực phi thường đến mọi người. Trải qua hành trình này thật sự là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất, không thể có lần thứ hai trong đời. Những chuyến đi trên những xe công nông trong trời mưa nhưng mà vẫn cất vang lên lời ca tiếng hát chỉ có tuổi trẻ thôi. Dám nghĩ dám làm, mạnh mẽ, quyết đoán. Em cảm thấy là dự án nhân ái này đem lại cho em rất là nhiều cảm xúc. Các bạn mang cái sự chăm sóc, cái sự dịu dàng, yêu thương của người phụ nữ. Trong đó mình nhìn thấy rất là nhiều bài học về nhân sinh. Tôi phải rơi nước mắt. Đón xem tập 19, 20 và 21 được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ hai, thứ ba, thứ tư vào các ngày 8, 9 và 10 tháng 8 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.